Cá bị chà ra nà à vầy mùi, khá nông rô dạ đâm bông đâm bông, mà nút tay vì đâm lại tờ lơ xong bọ kào chì mùn. Hẹt nì hời, tớp kê khóm tốc tay rụp riêng khăn kào ai bàn lọ mờ. Mình trầm tay bần nọ, kê ách bảo xong bọ đà bà hòng khá nông, mọc bàn lòng phân nếch mà nút, xong rách cô đào bàn dàng thông thên tiệt phòng. Chay cài, bàn tò à dụ. Xeang ý, dô khám mênh khá vêu chìm, mọc chanh múc chùm nút, đạch chù vậy. Chân nằm đâm bông này ca làng krong riêng rô bọc bạch cháu ạ thị riêng chân ơ sư. Đại cháu cao chân ạ riêng chăm chạ nụ. Chân sinh, bản thơ ca bác bao to tăng chư mùi riêng vùng chân nơ phùm ta chữ. Nơ khai bàm buôn nê chân nằm nụ. Ân thông chỉ cho vai sọc nây sọc khoai chi. Bản hào sang lèng mọc chuốc hai nị dê bạp thả. Cọt nâng thơ ca bác bao hai xong ao sang lèng nâng vôn chu tự đực nộm tổp. Xeang lèng bạp tờ ân thông vinh thả. Pê nì vôn chu công phong rút thiệt luôn nở lời. Tòa tài xua xeang chi tớp đừng thả. Vôn chu nở tì nà. Ân thông có ao xeang lèng tờ hào xeang chi mọc chuốc. Pê mọc đọp tè rô bọ ân thông. Xeang lèng ao xeang chi căn đào chô chăm nở khẳng kào. Trong này luôn kê có chô tờ chuốc ân thông ta mà nè ảnh. Bần tọp mọc ân thông bần chi ao xeang chi chô tờ chuốc vinh mà đòn. Pê chô tớ đá tôl múc ân thông. Xeang chi có vọt mùi đáo đạch các bà ân thông phê lẹ mọc đầy khắp bốc tay mà đòn tử. Xeang lèng dục khó áo rô bọc ân thông mọc vẹ. Hỏi căn các bà ân thông đã chanh mọc rãi. Bụa nê mơn nơ rung chùm nông khơn đôi chân này. Có nôm khía phay chào lao lào. Ai xeang chi có mân bóng ân dư đài. Kê pra các bạch đáo rô bọc luôn. Pra hà nẹ chùm nứt rô bọc ân thông. Bần đá lòi slap ô rộp rồi nè. Chùm này nẹ đọt tay đa xoal pi slap. Bạn lốt chung cung xong cho chô chú mùi xeang lèng tay mà đoàn tử. Cả rõi pi bật tạc ca đọc các đau cô cục nụ cao làng. Xeang lèng có tăng luôn anh chi cho vai sọc vai chi. Đào chặt ao xeang chi vơ chi mê tọp rộng. Hỏi lực tọp tờ vị bọ dục sọc đọt tay. Mặc vơ chi chống nọ rô bọc luôn. Đảm bay bần to vơ ca bác bao pra chăng nâng ri cho vùng chân. Tam bật tử xeang y xeang chi cứ xeang vi nụ ảnh. Nơi chân nằm nụ quạt miên ai dụ mà phải buồn chân nằm. Xeang lèng trở chi ở bốc mì rô bọc kì. Ở bốc rô bọc xeang lèng cứ xeang yên chi mê tọp nô cô chù. Trở cô xeang bản thơ chi mê tọp nô cô chù ở chi tràn đâm nò mọc hời. Đói xa bản tức đây sọc xeang ní chi con bom nách. Tớp cru xa rô bọc kì pra trở cô xeang chọp chi rô hột màu. Cả bì bàn đực nôm con công lăng vơ cả bạc bảo. Xeang lèng nâng xeang y bàn nôm tọp chlong tuần lê trang chiêng. Xong rốc chú tớ tư khẳng lịch. Mân dù bần màn công lăng tọp có bàn càng lăng rô hốt đào tớ pram mùi tớ pram pi mơ nè. Nở bê nụ chơn xinh trời tốt tuôn bạc ra chay. Hãy có slap nơ xa mò rô phùm nụ tớ. Cả rõi mọc miên nẹ sọc chiêu tan mà nẹ chmô tha phan chừng. Miên ai dụ chất sập chân nằm. Bàn mọc xong chuốc nâng xeang lèng. Tụi bây chiếc luôn miễn ai dụ chắc nạ tao hai cái đầy. Phan chừng, nơi ta miễn sát tệ bà nhà chứ liệu vậy. Miễn sát mặt tập hiếp bàn xe màn bà mơ sát hà nạ ca. Đã bầm rong nâng cát lang bàn giang lọ. Còn bàn riếp trong phai nạ ca ruột chiếc sạch. Nằm bây xe nào ta cần xeang lèng thả. Nô cổ chấn cần cặp nô cổ tẹng bà mùi. Hỡi bằng rúm tực đấy. Ôi khai chiếc tực đấy tại mùi. Nông bẩn đa nô cổ tẹng bà mùi ní. Nô cô chú chia nô cô đã mình xóm nâng ai kế cần cấp bản lời. Nơi chân nằm nú khói bị đách chù vậy. Trớ nô cô chân bọc bình chào ruột máu. Bệ ống mình bạn vớt trở lóc mọc chuột mốc bà chìa riết nô cô chú chìa riêng rồi hôn. Mọc đó sắp ngày ní. Bộ kế nơi tại nước đó đách chù vậy đó đáy l. Chú nàn cóng lóc nì dây thả. Tụi bây chìa nô cô chú. Nơi xóm bà chỉ chốn trầm tại bí rư bây cổ xa cọ đáy. Nét đa cầm chát nô cổ chấn. Có nơi tái chi mà núp nô cổ chú. Đào chiếc mình thật lời. Chân xính vừa cá bà bảo. Tại kế mình đã bán tảnh tăng. Ao tì giết ở rục bọc đách chù vẫy. Làng chí bà cháu á thị rịt tê. Tái bà chí tảnh tăng luôn ánh tàu vinh. Bố tại hẹt nì hỡi. Tớp có trớ tổ túl bạ rả cháy. Bên ní lúc mà chát vừa cá bạc bảo.
miên mà nụ nụ cô chú mọc chỗ rùm trận nà. Cứ đòi xa tái trò cô sáng rộ bỏ lỗ, vớ mê tốt nụ cô chú, chỉ trán chung nón mọc hơi. Lúc mà chá, cua tài dốt ảo cạt ní, anh chớn tìa giết ở rộ bác chú vẫy, ai thơ chiếc bà cháu á thị riết, đàm bấy bằng bác lợi bà rầm mấy ở rộ bác sát chú vẫy. Nâng lực tực chất bà chí riết, đại miên xoa mấy phé, trong phước tực đấy rộ bác luôn. Hơi tiên rừng ní, ai khai chiếc bà giáo khi nông cá đành đám tực đấy, khi nông kia nâng tư. Sàng lẹng dô thả, xong đây rộ bác phản chừng, miên xa rạ xong khăn chìa khẳng. Tớp kê bình chì ai tam sớp cả rốt tì chít ở rô bác sạch chù vậy. Nơi tì bông phận kê có rốt bàn khám mênh chân châm bộ bê mà nè đã trâu chì cháu ở rô bác sạch chù vậy. Kê nụ miên chmô tha xin. Xen lèng có lơ khám mênh nụ ai thơ chì sạch chù vậy. Hời, tăng krong siêu thay thơ chì rít thịnh nì. Ai xen lèng khuôn anh cắn đâm nành chì mê tốp ưu xin chình. Đói xa ạ tì bôl ở rô bác sạch chù vậy. ប្រជារាជរបស់នគរឈូបាននាំគ្នាគាំទ្រនិងស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើទ័ពយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងបុព្វហេតុរួមសាមគ្គីដើម្បីស្ដេចឈូវៃនិងនគរឈូដែលធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់សៀងលៀងកាន់តែរឹងមាំជាលំដាប់ក្រោយពីសៀងលៀងទទួលអនុជកម្មទៅសៀងវីបានដឹកនាំទ័ពនគរឈូចូលវីលុកទាំងខាងជើងនិងខាងត្បូងធ្វើឲ្យអំណាចបារមីរបស់គេឡើងល្បីរន្ទឺសុសសាយពេញទាំងនគរ ទីបំផុតគេក៏នាំកងទ័ពវីលុកចូលដល់ក្រុងសានយ៉ាងរាជធានីនៃនគរឈិននិងសម្លាប់ព្រះចៅជឺអ៊ីនបោះសម្អាតរាជវង្សឈិនបានសម្រេចក្នុងគ្រានោះទៅក្រោយពីផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិនបានហើយសៀងអ៊ីបានលើកស្ដេចឈូវៃឲ្យធ្វើជាព្រះចៅអធិរាជអ៊ីទីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែតាមការពិតទៅគ្រាន់តែបំលំភ្នែកប្រជារាស្ត្រប៉ុណ្ណោះសៀងអ៊ីបំរុងលើកខ្លួនឯងជាព្រះចៅអធិរាជ គេផ្ដាល់គុណបំណាច់ឲ្យមេតបទាំងអស់បានធ្វើជាស្ដេចក្រាញ់នគរផ្សេងៗមុនហើយគេបានប្រាប់ទៅគ្រប់គ្នាថាពីដើមដំបូងដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបះបោនេះពួកយើងបានតែងតាំងរាជទាយាទស្ដេចឈូវៃជាព្រះចៅអធិរាជគឺដើម្បីពង្រឹងផ្នែកលើបារមីនិងឥទ្ធិពលរបស់គេដើម្បីបង្ក្រាបរាជវង្សឈិនតាមពិតទៅការផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិនបានសម្រេច គឺសត្វតែជាគុណសម្បត្តិរបស់យើងនិងពួកអស់លោកទាំងអស់គ្នាហេតុនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសំតែជាអ្នកដែលត្រូវគ្រប់គ្រងផែនដីទាំងនេះបន្ទាប់មកសៀងអ៊ីបានបែងចែកទឹកដីឲ្យគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រងហើយឲ្យខ្លួនឯងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងផែនដីដោយតាំងក្រុងភឹងឈិនធ្វើជារាជធានីនិងផ្លាស់ព្រះចៅអធិរាជអ៊ីទីឲ្យទៅរស់នៅឯក្រុងឆាងសាដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រវែង ដោយថ្ងៃក្រោយមកទៀតគេក៏បានបញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅកំចាត់ចោលតែម្ដងទៅអធិពលឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់ៗពុំមែនកើតឡើងបានដោយងាយៗឬក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីណាមួយឡើយដោយភាគច្រើនស្ទើរតែប្រើពេលពេញមួយជីវិតទុំរាំតែសាងបានអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះឬមានអធិពល សម្ដៅលើមនុស្សដែលធ្លាប់មានគុណសម្បត្តិសាងស្នាដៃល្អជាប្រយោជន៍ដល់សាធារណជនដែលជាការតាក់ទាញឲ្យសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍មានជំនឿនិងគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងអស់ពីសណ្ដានចិត្តរបស់ខ្លួនការដែលអូសទាញឲ្យមនុស្សពេញទាំងនគរឲ្យមកចូលរួមជាមួយអ្នកដែលមិនដឹងថាមកពីណាពីណីមិនដឹងជាអាក្រក់ឬល្អសោះឬខ្មៅគឺពិតជាមិនអាចធ្វើទៅរួចបានឡើយ ឈ្មោះរបស់ស្ដេចឈូវៃគឺជាឈ្មោះដែលសន្ធិទ្ធនៅក្នុងក្រអៅបេះដូងរបស់ប្រជារាស្ត្រនគរឈូទូទាំងនគរហេតុនេះហើយទើបគេយកក្មេងឃ្វាលជាមមកបន្តអាយុឲ្យមើលទៅហាក់ដូចជាស្ដេចឈូវៃដែលមានរស់រានជីវិតឡើងវិញអញ្ចឹងដែរខ្ចីកាយបន្តអាយុបានន័យថាទោះបីជាមិនមានស្ដេចឈូវៃក៏ដោយ តែចៅរបស់ព្រះអង្គដែលមានត្រឹមតែសម្បកខ្លួនត្រូវបានគេពាក់ផ្លាកយីហោរបស់ឈូវៃធ្វើឲ្យសម្បកនោះមានតម្លៃជាខ្លាំងក្រោមក្រសែភ្នែករបស់មហាជនដែលនៅមានសន្តានចិត្តគោរពស្រឡាញ់និងស្វាមីភក្តិចំពោះព្រះអង្គជួយឲ្យសៀងអ៊ីអូសទាញបានមនុស្សដល់ច្រើនមករស់នៅក្រោមអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចដល់គោលដៅយ៉ាងជោគជ័យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិននយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះ
ក្លាយជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ពេញនិយមដែលគេយកមកធ្វើជាញឹកញាប់សម្រាប់ដណ្ដើមទឹកដីពីគ្នាហើយសូម្បីតែពួកខ្មែរក្រហមក៏ធ្លាប់យកឈ្មោះរបស់សម្ដេចឪមកអូសទាញប្រជាប្រិយដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរជាទូទៅក្នុងវិធីនេះគេត្រូវការតែសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះរីឯវិញ្ញាណគេមានរួចស្រេចទៅហើយ មិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកនោះល្អឬខ្លាំងពិតប្រកបអ្វីទេកាន់តែល្ងីល្ងើកាន់តែល្អដើម្បីស្រួលបងវិលតែបើសិនជាសួយប៉ះមនុស្សខ្លាំងពិតប្រកបគេក៏មិនហ៊ានបណ្ដោយទុកឲ្យនៅយូរដែរខ្លាចឡងមកវិញហេតុដូច្នេះហើយទើបគេតាមទៅកំចាត់ស្ដេចឈូវៃជាក្មេងខ្វិលជាមនុស្សចោលឲ្យជ្រះស្រឡះតែម្ដងទៅទោះជាយ៉ាងណាខ្ចីកាយបន្តអាយុគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយបែប ដែលអាចឲ្យមនុស្សភាគច្រើនបានសម្រេចដល់គោលដៅរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពីក្រោយទៀតនោះគឺគុណធម៌បើខ្ចីប្រើរួចហើយតែពុំរក្សាគុណធម៌ជំងឺកម្មស្នងកម្មឬកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាមិនអាចឲ្យអ្នករត់គេចទៅណារួចឡើយ